Ok, rất vui khi được gặp lại anh em là Tú. Hôm nay em Tú lại về được một chiếc Rolex và trong video này em sẽ giới thiệu đến với anh em luôn. Thì chiếc này sẽ còn đầy đủ là hộp sổ cùng với đó là cái thẻ ở chiếc đồng hồ này anh em nhé. Nằm ở trước đã qua sử dụng mà còn đầy đủ như thế này là còn rất là ngon luôn. Đó, chúng ta sẽ còn hai quyển sổ, một quyển sổ to, một quyển sổ nhỏ. Và ở đây em sẽ có cái thẻ ở chiếc đồng hồ này 116233 với mã seri ở đây. Ở mặt sau thì anh em sẽ thấy được chiếc này mua tại Australia và vào tên cũng như là vào date 25 tháng tháng 11 năm 2017. Tức là chiếc này nó sẽ còn bảo hành đến tháng 11 2022. Đó. Và em vẫn sẽ bảo hành cho anh em là theo bảo hành là 25 và hỗ trợ anh em bảo hành trọn đời máy, nhận quay đầu lên đời bất cứ khi nào anh em có nhu cầu. Rolex em trừ chiết khấu rất là tốt và thậm chí nó còn Rolex lên giá từng ngày, nên là anh em đeo Rolex nó như là một món đầu tư vậy. Ok, thì ở đây em sẽ bỏ cái chiếc đồng hồ này lên và cùng trên tay cho anh em. Chiếc này của em sẽ có size là 36 mm và mặt sẽ là mặt đen để mi vàng vàng, một cái màu vàng rất là sang trọng dành cho những anh em nào yêu thích cái màu vàng chanh này, hoặc những chú tầm lớn tuổi một chút thì đeo màu vàng này rất là hợp luôn. Em này thì có size 36 và độ dày cho khá là dày với khoảng tầm khoảng độ tầm 12 đến 13 mm. Đó. Phần càng còn rất là nét anh em nhé. Với một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng thì anh em để ý nhất là phần càng này. Phần càng còn rất là mới, cùng với đó là các đường đường led ở đây còn rất sắc luôn. Phần liềng cũng vậy, liềng còn rất là sắc và bén cạnh. Đó. Bộ dây còn rất cứng. Đó, anh em nhìn bộ dây này rất là cứng luôn. Nhiều anh em cứ lăn tăn về kiểu date sâu, nhưng mà một chiếc date sâu mà dùng anh chủ cũ anh ấy dùng giữ thì nó còn đẹp hơn là một chiếc date mới mà anh chủ anh ấy sử dụng không không giữ. Thì nói chung là anh em cứ cứ nhìn vào tình trạng đồng hồ để mình đeo lên tay, chứ đừng xem, tức là xem cái thẻ cũng chỉ là một phần thôi. Cao số sẽ cao số kim cương tự nhiên và ô lì góc 3 giờ đây với nền background màu trắng chữ đen. Phần logo thương hiệu của hãng góc 12 giờ. Với đó là được in dòng chữ Rolex, dòng đế chốt bên dưới sẽ là dòng chữ Superlative Chronometer và ở đây em sẽ có dòng chữ Swiss Made. Phần liềng sẽ chạy chữ vòng quanh liềng và anh em sẽ có một cái số series ở khắc bên dưới góc 6 giờ đây. Anh em nhìn nghiêng có thể nhìn thấy luôn. Mặt kính chiếc đồng hồ này sử dụng cho mặt kính sapphire nguyên khối. Và mặt kính này thì anh em sẽ có một cái khắc laser ẩn logo ở bên dưới góc 6 giờ đây. Anh em soi flash vào thì sẽ thấy cái logo đó là để chứng minh cho chiếc đồng hồ này được trang bị một cái kính zin. Phần liềng khía được làm bằng vàng khối 18K. Dây đề mi ba chỉ ở giữa được làm bằng vàng khối, hai chỉ bên cạnh này sẽ được làm bằng thép và trên mặt này sẽ đánh phay xước, còn thân sẽ là thân đánh bóng. Phần lún này sẽ là lún vặn cổ trai anh em nhé, và anh em mở lún để chỉnh chức năng. Do một lớp sẽ là chỉnh lịch, do lớp thứ hai sẽ là chỉnh giờ, và khi đóng chặt lún anh em sẽ có là 100 m chống nước. Rất nhiều anh em yêu thích cái đời 116 này tại vì cái bộ khóa nó rất đẹp và cái màu mặt này là màu mặt đen đề mi thì nó rất là phù hợp với nhiều anh em, nó rất dễ phơi đồ. Anh em mặc kiểu gì cũng đeo được cái mặt đen để mi vàng này. Đây là khóa chiếc đồng hồ này, một cái khóa rất đẹp. Mặt sau đáy thì chúng ta sẽ có toàn bộ đáy kín. Em này sử dụng bộ máy là 3135, một bộ máy rất là lâu đời của Rolex. Thì bộ máy này anh em sẽ có là 31 trên kính, tần số rộng là 28.800, và thời gian tích cót của bộ máy này là 48 tiếng anh em nhé. Một cái thời gian tích cót cũng như là một cái sai số cộng trừ 2 giây một ngày rất là bền bỉ và chuẩn xác luôn. Chúng là anh em đã chơi Rolex rồi thì không phải lăn tăn về đến bộ máy, nó cực kỳ là bền và chuẩn xác luôn.
Chỗ này thì em sẽ lên tay thử cho anh em. Với size 36 thì trên tay em có tay 16, đeo lên tay rất đẹp luôn. Anh em nào cổ tay dưới 16.5 là đeo size 36 cực kỳ là hợp, và nó kiểu nó chuẩn red spot luôn. Anh em nào mà tay to hơn, tay trên 16.5 cơ, 17, 18 gì đó thì đeo size 41 nó sẽ hợp vừa tay hơn. Còn anh em là cổ tay như em thì cứ 36 mà chơi thôi anh em ạ. Ok, thì bên em đang giao lưu với anh em chiếc Rolex này với một mức giá rất là tốt, đó là 258 triệu cho chiếc Rolex 116-233 siêu lướt tháng 11 năm 2017 anh em nhé. Anh em quan tâm chiếc đồng hồ này của em thì có thể quan trực tiếp xong để lên tay, hoặc để lại tin nhắn cho em để em có thể tư vấn trực tiếp cho anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Em xin kết thúc video tại đây.